Anh chị em thân mến, trong đêm cực thánh này, đêm Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã hoàn tất mầu nhiệm vừa qua, tức là từ cõi chết sống lại. Hội thánh kêu mời con cái ở khắp nơi trên hoàn cầu cùng hợp nhau mà canh thức cầu nguyện. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau chăm chú nghe lời Chúa và sốt sáng cử hành những bí tích tưởng niệm mầu nhiệm vừa qua của Đức Kitô, với niềm hy vọng sẽ được cùng người chiến thắng sự chết và cùng người luôn sống kết hợp với Chúa Cha. Giờ đây là nghi thức làm phép lửa. Lạy Chúa đã sai con một đến dạy ánh sáng vinh quang rực rỡ của Chúa vào lòng tín hữu. Xin thánh hóa ngọn lửa mới này, và trong suốt thời gian mừng lễ vừa qua, xin cho niềm khao khát nước trời cũng bừng lên thiêu đốt lòng chúng con và thanh tẩy muôn vàng tội lỗi, để mai sau chúng con được xứng đáng vào thiên quốc tham dự ánh sáng muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Đức Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, là Alpha và Omega, nghĩa là nguyên thủy và tận cùng, người là chủ thời gian và muôn thế hệ. Vạn tuế Đức Kitô đứng vinh hiển quyền năng, vạn vạn tuế. Amen. Vì năm vết thương, chí thánh và vinh hiển, xin Chúa Giêsu Kitô gìn giữ và bảo vệ chúng ta. Xin Đức Kitô Đấng Phục Sinh vinh hiển chiếu dải ánh sáng của người để phá tan bóng tối đang bao phủ lòng trí chúng ta. Dear brothers and sisters in Christ, on this most sacred night in which our Lord Jesus Christ passed over from death to life, the Church calls upon her sons and daughters scattered throughout the world to come together to watch and pray. If we keep the memorial of the Lord Paschal solemnity in this way, listening to His word and celebrating His mysteries, then we shall have the sure hope of sharing His triumph over death and living with Him in God. Now, please stand and face to the back of the church for the blessing of the fire. O God, who through your Son bestow upon the faithful the fire of your glory,
sanctify this new fire, we pray, and grant that by this Paschal celebration, we may be so inflamed with heavenly desires that with minds mature, we may attain the feast of unending splendor through Christ our Lord. Amen. Jesus Christ, yesterday and today, the beginning and the end, the Alpha and the Omega, all times belong to Him, and all ages to Him be glory and power through every ages forever. Amen. Amen. Por sus santas sagas y gloriosas llagas nos protege y nos guarde Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. May the light of Christ, rising in glory, dispel the darkness of our hearts and minds. Que la luz de Cristo, resucitado y glorioso, disipe las tinieblas de nuestro corazón y de nuestro espíritu.